Vào cuối tuần qua thì dự án cáp treo nối hai thành phố La Paz và El Alto của Bolivia đã chính thức được khởi công. Đây được coi là một trong những hệ thống cáp treo lớn nhất trên thế giới. Tổng vốn đầu tư là 240 triệu đô la Mỹ, dự kiến đưa vào hoạt động vào tháng 3 năm 2014. Hệ thống cáp treo sẽ có 3 đường trục độc lập, tổng chiều dài cả 3 đường là hơn 10 km, có tổng cộng 427 khoang chạy qua 11 trạm với vận tốc là 18 km/h. Đây là một dự án không hề dễ dàng bởi cả hai thành phố đều ở độ cao gần 4.000m so với mực nước biển. Thách thức đầu tiên là độ cao, chúng tôi phải làm việc ở hai thành phố. Một ở độ cao 3.600m, một ở độ cao 4.000m, phải sử dụng trực thăng, cần cẩu, không dễ dàng chút nào. Một trong ba đường trục sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 3 năm nay, nhưng toàn hệ thống thì phải đợi đến tháng 8. Sức chứa thời điểm đó có thể lên tới 18.000 người một giờ. Giao thông trong đô thị núi Andes luôn là một thách thức đối với chính quyền bởi vị trí địa lý trắc trở của nó. Đi một đoạn đường vài km có thể mất tới cả tiếng đồng hồ trong giờ cao điểm. Nếu đi xe bus, thì hành khách có thể phải đổi tuyến bốn lần. Hệ thống cáp treo này có thể giải quyết được những thách thức đó. Một chuyến đi bình thường mất một tiếng, thì nay nếu đi cáp treo chỉ mất 24 phút. Sáng nay tôi thấy trực thăng lắp đoạn cáp đầu tiên, vậy là chúng tôi sắp có một thành phố sạch. Màu đó mọi người thoải mái di chuyển từ nơi này đến nơi khác và sẽ không có kẹt xe hay trễ giờ nữa.